Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 308 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Trung Nhạc tán thán một tiếng. Lúc trước hắn vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận vì sao Đại Tư Mệnh lại tuyển chọn chiến trường ở nơi này. Thế nhưng hiện tại, Khởi Nguyên Thần Vương phục sinh khiến cho hắn nhất thời đã hiểu được. Khởi Nguyên Đạo Huynh có thể xuất hiện gặp một lần được không? Trung Nhạc chắp tay thi lễ với sâu bên trong Khởi Nguyên Chi Địa, ngữ khí vạn phần chân thành nói. Ta muốn nghiên cứu một chút Chư Thiên Vô Đạo, kính xin Đạo Huynh vui lòng chỉ giáo cho. Ở sâu bên trong Khởi Nguyên Chi Địa không có bất cứ động tĩnh gì, Trung Nhạc khẽ nhíu mày nói, kính xin Đạo Huynh hiện thân chỉ giáo. Vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Táng Linh Thần Vương nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ đã được Đại Tư Mệnh đón đi rồi sao? Trung Nhạc chờ đợi hồi lâu cũng không thấy có bất cứ động tĩnh gì, chỉ đành cùng với Táng Linh Thần Vương rời khỏi. Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, sâu bên trong Khởi Nguyên Chi Địa, một tôn thần vương nhục thân đổ nát, ánh mắt âm u nhìn theo bóng dáng của Trung Nhạc và Táng Linh Thần Vương rời đi. Một tôn hậu thiên thần thánh trước đó không lâu còn tới cướp đoạt thánh địa của ta, thiếu chút nữa ngay cả thi thể của ta cũng dọn đi. Nếu ta hiện thân, chỉ sợ sẽ bị hắn ngay cả xương cốt cũng vất đi mất thôi. Tôn thần vương này có chút nghi hoặc, lẩm bẩm giọng khàn khàn nói, sao gã thần vương hậu bối kia lại tuyển chọn đi theo một tôn hậu thiên thần thánh như vậy? Thật sự là làm nhục uy danh của tiên thiên thần vương mà. Đại Tư Mệnh, ta đã sớm nói với ngươi rồi, không nên dung túng sinh linh hậu thiên như vậy, khiến cho bọn họ càng lúc càng làm càn. Hiện tại ta đã phục sinh rồi, đã đến lúc lập lại trật tự, trợ giúp cho Đại Tư Mệnh ngươi quay trở lại đoạn tuế nguyệt quang huy của tiên thiên thần vương ta, cái thời đại hoàng kim kia rồi. Cũng trong lúc đấy, phụ thân trong tổ đình, Phong Hữu Trung khẽ nhíu mày nhìn Phong Vô Kỵ xuất lĩnh rất nhiều thần binh thần tướng của thiên đình đi tới. Hàng trăm hàng nghìn thần binh thần tướng Nam Thiên Môn khí thế nguy nga, toàn thân thần quang lập lòe, kim quang chói mắt, vô cùng uy phong. Phong Vô Kỵ tiến lên phía trước, phốc một tiếng quỳ xuống đất, lễ bái một phen, đứng dậy mỉm cười nói, phụ thân, hiện tại Hải Nhi chính là đứng đầu tứ đại thiên vương của Nam Thiên Môn thiên đình, ta đi tới nơi nào chư hầu các nơi cũng phải đích thân tới gặp mặt thăm hỏi ta, ra vào đều là thần sơn thánh địa cả. Ta vung cánh tay hô lên, kẻ ứng lời tập hợp nhiều như mây. Hải Nhi có uy phong không? Hắn nói hết sức hưng phấn. Phong Ngữ Trung gật đầu một cái nói, uy phong mà ngươi tới đây làm gì? Hải Nhi tới đây là muốn thăm đệ đệ một chút thôi. Phong Vô Kỵ đảo mắt nhìn quanh bốn phía, uy phong bắt diện, hắn mỉm cười nói, ta nghe mấy tồn tại thiên đình đi tới đây phó hội nói lại, ta đã có một đệ đệ cho nên mới tới đây để huynh đệ gặp mặt. Phụ thân, đệ đệ của ta ở đâu rồi? Phong Hữu Trung nhắm mắt lại, không tiếp tục nhìn hắn nói, đệ đệ ngươi hiện đang đi theo thúc phụ ngươi tu luyện, lúc này đang lịch luyện trong cấm khu do thúc phụ ngươi sáng tạo ra, bản thân ngươi tự đi mà tìm đi. Phong Vô Kỵ nhìn hắn một cái có chút không vui, nói lớn, sao phụ thân không nhìn ta một chút vậy? Phong Hữu Trung trầm mặc không nói lời nào. Trong lòng của Phong Vô Kỵ nhất thời tức giận, hừ lạnh một tiếng dẫn người rời đi. Người hãy trở về đi. Phong Ngữ Trung đột nhiên mở miệng nói, người trở về theo ta tu luyện. Trước đây ta không biết là một phụ thân như thế nào, hiện tại ta đã biết rồi. Ta nắm chắc trong thời gian 1000 năm khiến cho người thành đế được. Phong Vô Kỵ dừng bước lại, xoay đầu nhìn hắn, thoáng do dự một chút, cười lạnh nói,
Phụ thân, vị tồn tại ta đang đi theo kia không biết cao minh hơn ngươi bao nhiêu lần, cần gì phải đi theo ngươi khổ tu đấy, nửa điểm vui vẻ cũng chẳng có đâu. Dứt lời, hắn liền dẫn người rời đi. Phong Hữu Trung thở dài một tiếng. Phong Vô Kỵ dẫn người đi tới một tòa cấm khu do Trung Nhạc lưu lại. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trận pháp không ngừng biến hóa, sát cơ tầng tầng. Một gã thiếu niên đang lúc phá giải trận pháp do Trung Nhạc lưu lại, cảm ngộ ảo diệu bên trong, lúc này không sai biệt lắm đã sắp sửa đi ra sát trận. Đó chính là đệ đệ của ta sao? Phong Vô Kỵ nhìn về phía gã thiếu niên kia, cảm thấy dung mạo gã thiếu niên này có chút giống chính mình. Đột nhiên, gã thiếu niên kia chợt gặp nạn, trong lòng Phong Vô Kỵ cả kinh, đang định xông ra cứu giúp, chỉ thấy Phong Hoài Ngọc ngộ tính kinh người, đã dùng trí tuệ của chính mình phá giải sát trận thành công mà đi ra. Phong Vô Kỵ tiến lên phía trước, hai người đối nhãn, ánh mắt Phong Hoài Ngọc nghi hoặc hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Khuôn mặt của Phong Vô Kỵ giãn ra, mỉm cười nói: "Ta là ca ca của ngươi, ngươi và ta là huynh đệ, cùng cha khác mẹ." Sắc mặt của Phong Hoài Ngọc khẽ biến: "Ta biết ngươi, ngươi là Hiếu Vô Kỵ, ta nghe sư tôn nói, ngươi... Ta cực kỳ không chịu nổi, có đúng không nào?" Phong Vô Kỵ khẽ mỉm cười nói: "Hắn còn nói với ngươi, ta vô cùng nguy hiểm, có đúng không?" "Ta biết rõ ý nghĩ của hắn. Hắn đối với một vài hành vi của ta có chút không chịu được. Đây là do lý niệm của ta và hắn bất đồng với nhau. Suy nghĩ của ta là nếu không phản kháng được cái thời đại này, vậy thì nỗ lực tiếp nhận cái thời đại này vậy. Nếu đánh không lại đối thủ thì cần gì phải phản kháng đấy? Trực tiếp gia nhập đối phương không phải sẽ có thể giải quyết rồi hay sao? Mà hắn lại là một con lừa cứng đầu, chết sống cũng không chịu thay đổi lý tưởng của hắn ta." Phong Hoài Ngọc nghe hắn nói Trung Nhạc là một con lừa cứng đầu, không khỏi nở nụ cười. Phong Vô Kỵ mỉm cười nói: "Ngươi và ta là huynh đệ, ta sẽ không hại ngươi. Bất quá ngươi đi theo hắn sẽ không có tiền đồ. Hắn chính là đang chơi với lửa. Kẻ chơi với lửa sớm muộn gì cũng sẽ bị lửa thiêu chết thôi. Chỗ dựa của hắn mặc dù vững chãi, nhưng lại không thể chống lại đại thế thiên hạ được. Ngươi hãy đi theo ta, ta tìm cho ngươi một vị sư phụ càng tốt hơn để chỉ dạy cho ngươi kìa." Phong Hoài Ngọc im lặng không đáp. Phong Vô Kỵ tiếp tục nói: "Ta được thiên xem trọng thu làm đệ tử, ngươi hẳn là biết được thiên là cái gì chứ? Tồn tại cấp bậc đạo thần, lực lượng của hắn có thể nói là..." "Ca ca, sao ngươi không mang họ Phong vậy?" Phong Hoài Ngọc đột nhiên cắt lời hắn, lên tiếng hỏi. Phong Vô Kỵ nhất thời ngẩn ngơ, sắc mặt khẽ trầm xuống: "Ngươi hỏi chuyện lại làm gì?" Phong Hoài Ngọc tiếp tục nói: "Phụ thân ta họ Phong, gia gia ta họ Phong, ta cũng là họ Phong, sao ngươi không họ Phong vậy?" Phục khí, lại là một tên phục khí." Phong Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng nói: "Họ Phong là họ của phục khí, sao ta lại mang họ của một chủng tộc đã bị diệt tuyệt đây? Phục khí thì đã không còn tồn tại, hiện tại chỉ còn nhân tộc ti tiện mà thôi. Bất quá huynh đệ chúng ta bất đồng với nhân tộc, chúng ta có huyết mạch càng cao quý hơn. Chúng ta có huyết mạch của hoàng tộc Ban Hồ Thí, còn có huyết mạch của hoàng tộc Thiên Phượng, huyết thống của thần vương Thái Cổ, chúng ta càng tôn quý hơn." Sắc mặt của Phong Hoài Ngọc bình tĩnh nói: "Ca ca, ta họ Phong kìa." Phong Vô Kỵ bị cắt ngang lời, giận quá hóa cười: "Giàn ngoan bất linh, người đã bị Trung Sơn Thị dạy hư mất rồi. Ta dẫn người đi gặp thiên, theo hắn tu luyện." Phong Hoài Ngọc cũng có chút tức giận, lắc lắc đầu nói: "Không đi, những gì thiên có thể dạy ta, sư tôn cũng có thể dạy ta mà. Ta cần gì phải bỏ gần tìm xa đây? Nếu ngươi là ca ca của ta, vậy thì quay đầu lại, đi theo phụ thân hoặc là sư tôn tu luyện thôi." "Sao? Ngươi bảo ta đi theo Trung Sơn Thị tu luyện sao?" Phong Vô Kỵ nhất thời nổi giận, cười nhạo nói: "Năm đó chính là ta đã dẫn dắt hắn tiến vào đường tu luyện. Ngươi, cái tên tiểu gia hỏa này, căn bản không biết trời cao đất rộng mà. Lời nói không hợp nửa câu, nhiều điều, chúng ta đi thôi." Hắn đang muốn dẫn người rời đi, đột nhiên một gã thần tướng dưới trướng của hắn chợt lộ ra một nụ cười quỷ dị nói: "Vô Kỵ Thiên Vương, đã quên phân phó của lão thiên gia rồi sao?" Da đầu của Phong Vô Kỵ nhất thời tê dại, đột nhiên xoay người lại nhìn hắn, chỉ thấy gã thần tướng kia chính là kiện tướng đắc lực do một tay hắn cất nhắc mà lên. Ở trong cuộc chiến thiên đình đã lập ra công lao, bởi vì do một tay hắn cất nhắc, cho nên đối với hắn vô cùng trung thành và tận tâm. Mà lần này thiên phân phó hắn tới làm việc, chuyện này ngoại trừ hắn và thiên gia không một người nào biết được, sao gã thần tướng này lại biết được đây? Cần cổ của Phong Vô Kỵ nhúc nhích, hiện ra hai cái đầu bàn hồ hung ác dữ tợn,
răng rắc một tiếng, đã cắn rơi cái đầu của gã thần tướng kia, nuốt luôn vào trong bụng. Ngay cả nguyên thần cũng bị hắn cắn nuốt mất. Chuyện của ta không cần ngươi xen miệng vào. Ngữ khí của Phong Vô Kỵ hung ác nói. Phong Hoài Ngọc thấy bộ dáng của hắn dữ tợn như vậy cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Không biết vì sao hắn tức giận vậy mà lại tàn bạo đến như vậy. Phong Vô Kỵ ăn tươi nguyên thần của gã thần tướng này, xoay người rời khỏi, khóe mắt không ngừng nhảy lên. Chúng ta đi thôi. Lại có một gã thần tướng trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói. Vô Kỵ thiên vương, chuyện mà lão thiên gia phân phó ngươi, ngươi định không làm hay sao? Cước bộ của Phong Vô Kỵ dừng lại, quay đầu nhìn lại, đột nhiên thân hình bạo khởi, một chưởng vỗ nát gã thần tướng kia, khuôn mặt vặn vẹo, cười lạnh nói. Ta từng nói qua, chuyện của ta không cho phép các ngươi xen miệng vào. Những thần tướng còn lại câm như hến, đột nhiên lại có một nàng nữ thần tướng khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị nói. Lão thiên gia phẫn nộ, ngươi có thể gánh nổi hay sao? Phong Vô Kỵ một tay chụp tới, nhấc nàng nữ thần tướng kia tới trước mặt chính mình, khuôn mặt dữ tợn. Người lặp lại lần nữa xem. Lão thiên gia. Phong Vô Kỵ lập tức xé nát thân thể nàng nữ tử, nữ thần tướng kia, không để cho nàng nói hết câu. Lại có một gã thần tướng là nụ cười quỷ dị nói. Người cưỡng lại thiên mệnh, mạo phạm thiên uy. Răng rắc răng rắc. Phong Vô Kỵ vặn gãy cần cổ của hắn, lại không cho hắn tiếp tục nói. Hai tay dâng lên liệt hỏa hừng hực, thiêu đốt gã thần tướng kia thành tro bụi. Những thần tướng còn lại cũng không người nào đào tẩu, trái lại nhau nhau lộ ra biểu tình quỷ dị. Một người tiếp một người nói. Hãy hoàn thành sứ mệnh phân phó của lão thiên gia, người vẫn còn là đệ tử của hắn ta kìa. Phong Vô Kỵ không ngừng thống hạ sát thủ, chỉ cần có thần tướng nào lên tiếng liền giết chết kẻ đấy, không lưu tình chút nào. Từng gã thần tướng đi theo hắn tới đây lần lượt bị hắn đánh chết. Khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể, nhưng những thần tướng còn lại vẫn như cũ, một người tiếp theo một người, lần lượt lộ ra biểu tình quỷ dị. Nói với hắn là phải tuân theo thiên mệnh, không được chống lại. Phong Vô Kỵ cơ hồ phát điên, lắc mình hiện ra chân thân bản ngao ba đầu, nửa thân dưới lại là chân thân phục khi đuôi rắn, không ngừng thống hạ sát thủ, đại khai sát giới. Nhưng vẫn không có một gã thần tướng nào đào tẩu, tất cả đều đồng thanh nói. Người đã khiến cho lão thiên gia thất vọng rồi, hiện tại cho dù ngươi có làm hay không, tương lai cũng rất phải làm. Phong Vô Kỵ đánh một gã thần tướng cuối cùng thành một bãi bùn cát, phù phù mà thở hổn hển. Từng cỗ thi thể trên mặt đất đột nhiên mở mắt ra, nụ cười quỷ dị nói. Vô Kỵ tiên sinh, Vô Kỵ thiên vương, hãy hoàn thành sứ mệnh thiên giao cho ngươi đi. Phong Vô Kỵ giống giận, hai cái đầu bàn hồ ở trên bả vai mở ra cái miệng to như chậu máu, thôn phệ đám thi thể đầy trên mặt đất. Phong Hoài Ngọc trừng mắt nhìn chằm chằm một màn này, thân thể có chút run rẩy, run giọng nói. Ca ca, ngươi... Phong Vô Kỵ xoay người lại, cặp mắt huyết hồng sắc, ánh mắt dữ tợn rơi xuống trên người của hắn. Trong lòng Phong Hoài Ngọc cả kinh, lùi về phía sau một bước. Đừng sợ. Khuôn mặt của Phong Vô Kỵ vặn vẹo, thanh âm khàn khàn, tựa hồ đang áp chế cái gì đấy, cất bước tiến về phía Phong Hoài Ngọc. Nhục thân của hắn dần dần khôi phục lại diện mạo vốn có, hai tay dính đầy máu tươi đột nhiên nắm chặt bả vai của Phong Hoài Ngọc. Chúng ta là huynh đệ, ta sẽ không hại ngươi, sẽ không. Trên mặt của hắn lộ ra một tia tươi cười. Thần nhân trên đời này của ta chỉ còn lại có ngươi và phụ thân mà thôi, ta sẽ không hại ngươi. Hắn buông Phong Hoài Ngọc ra, xoay người rời đi. Đột nhiên sau lưng hắn vang lên thanh âm của Phong Hoài Ngọc. Ca ở lại đi. Phong Vô Kỵ dừng bước lại, một lúc lâu sau mới quay đầu lại, mỉm cười nói. Lưu lại sao? Lưu lại để làm gì? Sư phụ người năm xưa chính là đồ đệ của ta, ta mới sẽ không lưu lại nhìn sắc mặt của hắn mà làm việc đâu. Năm xưa ở Tổ Tinh, ta thế nhưng chính là tồn tại oai phong một cõi, ngay cả ngoại công của gia gia ngươi đều là một tay ta bức tử. Ta há có thể đầu nhập vào một tên trung sân thị nhỏ nhỏ như vậy. Ngươi... Nói tới đây Phong Vô Kỵ vung tay một cái, mỉm cười nói. Hãy bảo trọng, hiếu thuận với phụ thân. Phong Hoài Ngọc đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa. Phong Vô Kỵ đi tới địa phương Phong Hiếu Trung cư ngụ, chỉ thấy Phong Hiếu Trung đang lúc huấn luyện hiên viên, ném hiên viên vào trong một cái lò luyện thật lớn, không ngừng dung luyện, hành hạ hắn tới mức chết đi sống lại. Phong Vô Kỵ quỳ hai gối xuống, rất cung kính lễ bái Phong Hiếu Trung một phen,
đứng dậy rời đi. Sao người không lưu lại? Phong Ngữ Trung nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói. Phong Vũ Kỵ cười hăng hắc nói. Hài tử, không có mẹ sớm gánh việc nhà. Thời điểm ngươi bị gia gia giam giữ, ta ở bên ngoài đã ăn thật nhiều khổ sở, đã sớm trưởng thành rồi. Mà hiện tại, ta ở bên ngoài còn có sự nghiệp của chính mình, không thể trở về hầu hạ phụ thân được. Cũng may còn có nhị đệ. Phong Ngữ Trung trầm mặc trong chốc lát nói. Người chưa chắc đã có thể còn sống trở về. Phong Vô Kỵ nhất thời trầm mặc, đột nhiên mỉm cười nói. Đó là sự nghiệp của ta, là lựa chọn của ta. Phụ thân à, người có thể mở mắt ra nhìn ta một cái hay không? Hắn chờ đợi trong giây lát, cuối cùng thất vọng rời đi. Phong Ngữ Trung mở mắt ra, nhìn theo thân ảnh của hắn đi xa. Quật cường, giống hệt như ta vậy. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Phong Vô Kỵ một thân một mình rời khỏi tổ đình, trong lòng thầm nghĩ. Thiền vậy mà bố trí bên cạnh ta nhiều nhãn tuyến như vậy. Tất cả những người lần này ta dẫn theo vậy mà đều là nhãn tuyến của hắn ta. Chẳng lẽ là do Bích Lạc tiên sinh của Bích Lạc cung an bài hay sao? Hảo, hảo gia hóa, dám xúi dục khống chế tất cả thuộc hạ của ta, khiến cho ta không hề phát giác được. Lão hổ ly Bích Lạc tiên sinh này thật là giàu hoạt. Lần này ta trở về e rằng không tiện để bàn giao cho lắm rồi. Cặp mày của hắn nhíu chặt. Lần này hắn là phụng ý chỉ của Thiên, đi tới dẫn Phong Hoài Ngọc rời đi. Thiên nói muốn thu Phong Hoài Ngọc làm đệ tử, ngoài ra còn có một phân phó nữa, đó chính là nếu không thể dẫn Phong Hoài Ngọc đi, vậy thì giết chết hắn. Lần này ta vi phạm thiên ý, sau khi trở về chưa chắc đã có thể còn sống được. Phong Vô Kỵ dừng bước lại, mờ mịt quan sát bốn phía, chỉ thấy trong tinh không mênh mông chính mình vậy mà đã không còn chỗ để đi. Trước giờ hắn đều là dựa vào thân phận môn sinh của Thiên này mà hành tẩu ở khắp nơi, lúc này mới có thể nổi tiếng khắp thiên hạ, khắp nơi đều xài được. Bất luận tồn tại gì cũng sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Cho dù không cho hắn mặt mũi thì cũng sẽ cho Bích Lạc cung, cho Thiên mặt mũi. Nếu bỏ đi cái thân phận này, hắn còn có thể có mặt mũi lớn như vậy hay sao? Tả đế cung sẽ không lưu thu ta, thần đế cung sẽ không, mà đế cung cũng sẽ không. Đám người Phượng Thiên Nguyên Quân, Nguyên Nha Thần Vương lại càng đừng suy nghĩ tới. Phong Vô Kỵ hít mạnh một hơi thật dài, cất bước đi về phía thần thành thứ 9, trong lòng thầm nghĩ. Ta vẫn là phải trở về Thiên Đình, ta vẫn chưa thể rời khỏi Thiên được. Rời khỏi Thiên, ta không còn gì cả. Ta phải trở về Thiên Đình, nơi đó là sự nghiệp của ta. Thiên chưa chắc sẽ xử lý ta, bởi vì ta vẫn còn có chỗ hữu dụng. Tốc độ của hắn nhanh như điện chớp, rất nhanh đã đi tới thần thành thứ 9. Còn chưa kịp tiến vào tinh vực tử vi, đột nhiên chỉ thấy Bích Lạc tiên sinh đã sớm đứng trên trận đài truyền tống của thần thành thứ 9. Tựa hồ vẫn luôn đang đợi hắn ở đây vậy. Vô Kỵ Thiên Vương, người đã khiến cho lão Thiên gia thất vọng rồi. Bích Lạc tiên sinh hờ hững nói. Khóe mắt của Phong Vô Kỵ nhảy loạn, thanh âm khàn khàn nói. Ta sẽ không giết đệ đệ của ta. Ta chỉ có hai thân nhân duy nhất trên cõi đời này. Ta sẽ khuyên hắn đầu nhập vào Thiên, đầu nhập vào Bích Lạc cung, cho ta một chút thời gian. Bích Lạc tiên sinh phảng phất như hồn nhiên không nghe hắn nói, lạnh nhạt nói. Chống lại thiên mệnh, làm trái thiên ý, ngươi biết kết cục của ngươi rồi chứ? Phong Vô Kỵ vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói. Hãy cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho Thiên đại nhân hài lòng, ta nhất định. Bích Lạc tiên sinh mặt không biểu tình, lấy ra thiên phạt vung lên cao. Uy năng của thiên phạt đại phóng, đó là thiên uy vô cùng trầm trọng, là thiên uy có thể đánh bay đám thần vương thái cổ, bọn Nguyên Nha thần vương. Trong lòng Phong Vô Kỵ tuyệt vọng kêu lớn. Ta vì Thiên đại nhân đã lập ra nhiều công lao hãn mã như vậy. Bích Lạc sư huynh, để thiên phạt xuống đi. Đột nhiên Đế Tu La chợt xuất hiện sau lưng Bích Lạc tiên sinh, khuôn mặt lạnh tanh như thiết bản, hắn lên tiếng nói. Hắn còn sống hữu dụng hơn so với hắn đã chết nhiều. Bích Lạc tiên sinh thu hồi thiên phạt, nhìn về phía Đế Tu La rồi lên tiếng. Thiên ý không thể làm trái được. Vậy thì cho hắn thiên ý đi. Bàn tay của Đế Tu La khẽ lật, lấy ra một mảnh vỡ của đại não thiên ý, rồi lên tiếng. Ánh mắt Bích Lạc tiên sinh sáng lên, vươn tay chụp lấy Phong Vô Kỵ, nhét mảnh vỡ của đại lão thiên ý vào trong đầu của Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ không thể phản kháng. Mảnh vỡ đại não thiên ý này chính là lần trước Trung Nhạc và Tư Mệnh lẻn vào Bích Lạc cung. Tư Mệnh đã dùng tương lai của Trung Nhạc làm câu hỏi truy vấn đại não thiên ý,
bức tử đại não thiên ý, khiến cho đại não thiên ý đã vỡ nát. Đám mảnh vỡ đại não thiên ý kia đã được Bích Lạc Tiên Sinh thu thập lại. Những năm gần đây, Bích Lạc Tiên Sinh nghĩ muốn trọng luyện đại não thiên ý, thế nhưng thủy chung cũng không thể hồi phục đại não thiên ý được. Hiện tại, mảnh vỡ đại não thiên ý với tương dung đại não của Phong Vô Kỵ, Phong Vô Kỵ nhất thời cảm thấy chính mình có một loại cảm giác trí tuệ thông suốt, không gì không biết. Hiện tại, hắn cảm giác được hết thảy mọi thứ bên trong thiên địa đều trở nên vô cùng rõ ràng. Bất cứ thứ gì tự hồ cũng không còn là bí mật để đáng nói. Cho dù là những đại đạo trước đây vô cùng thâm ảo, lúc này cũng trở nên trật tự rõ ràng, từ đạo biến thành đạo lý. Những thứ trước đây hắn không biết, hiện tại đã trở thành biết rõ. Những thứ trước đây hắn không hiểu, hiện tại đã trở thành có thể lý giải. Những thứ trước đây hắn cảm thấy tối tăm, hiện tại đã trở thành dễ hiểu. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Hắn phảng phất như đã có một đại não cường đại không gì sánh được. Trong đại não này còn bao gồm hết thảy những nhận thức, kể cả công pháp tu luyện của các tộc, thiên phú trời sinh của các tộc, thần thông đạo pháp của các tộc. Hắn đối với hết thảy những thứ này đều rõ như lòng bàn tay vậy. Thật cường đại. Phong Vô Kỵ không nhịn được mà lẩm bẩm. Cường đại không phải là ngươi mà là thiên ý kìa. Bích Lạc Tiên Sinh mỉm cười nói. Lần này đối với ngươi cũng là nhân hóa mà được phúc. Đại não thiên ý này chính là đại não của một tôn thần vương thái cổ. Bởi vì đã tu luyện thiên đạo, tự xưng là thiên đạo chủ. Bất quá hắn càng mạnh, liền càng là may áo cưới cho thiên, cuối cùng đã thành toàn cho thiên. Đại não thiên ý chính là đại não của hắn luyện thành. Thiên phạt cũng là nắm đấm của hắn ta và bảo vật thiên đạo do hắn luyện chế. Hắn truyền thụ 30 bức thiên đạo đồ cho các đệ tử của hắn. 30 đệ tử của hắn phân biệt tu luyện 30 bức thiên đạo đồ này. 30 đệ tử này vì vậy cũng đã trở thành thiên đạo thân của thiên rồi. Một người trong đó chính là Đế Tu La, là thiên mệnh thân của thiên. Bản thân thiên đạo chủ thì đã dung nhập vào thiên, đã trở thành một bộ phận của thiên. Thiên đạo chủ sao? Đại não thiên ý ư? Thiên phạt? 30 bức thiên đạo đồ sao? Rồi lại còn thiên đạo nhân ư? Toàn thân của Phong Vô Kỵ chấn động, đột nhiên nghĩ tới Trung Nhạc cũng đang luyện chế bảo vật thiên đạo, hơn nữa còn đã luyện thành được hai kiện. Hắn thất thanh nói. Phục Kỳ luyện chế bảo vật thiên đạo, chẳng lẽ hắn cũng sẽ rơi vào sự trưởng khống của thiên hay sao? Tương lai sẽ biến thành một bộ phận của thiên hay sao? Hắn sớm đã rơi vào trong sự trưởng khống của thiên rồi. Bích Lạc Tiên Sinh liếc mắt nhìn Đế Tu La, xoay đầu lại, lạnh nhạt nói. Chẳng những là hắn, thậm chí ngay cả ngươi, cha ngươi, đệ đệ của ngươi đều đang nằm trong sự trưởng khống của thiên. Là thiên đang thôi động các ngươi vận hành theo quỹ tích mà hắn muốn. Hết thảy mọi thứ của các ngươi có thể nói đều là nhờ có thiên ở sau lưng thành toàn. Ngươi có thiên mệnh của ngươi, cha ngươi có thiên mệnh của cha ngươi, đệ đệ của ngươi cũng có thiên mệnh của bản thân hắn. Mà tên Phục Khi này, bản thân cũng có thiên mệnh của hắn ta. Hắn mỉm cười tiếp tục nói. Các ngươi hiện tại đã là người một nhà rồi. Cổ nó đau. Xin lỗi các bạn nhé, cổ nó đau. Hơi nó yếu. Nên là những cái đoạn hội thoại mình đọc nó sẽ không được lưu loát mà cảm giác nó rất là cố. Mọi người nghe tạm. Phong Vô Kỵ giận cả tóc gáy. Ba chữ người một nhà khiến cho hắn có cảm giác không rét mà run. Người vẫn sẽ lưu lại ý thức của chính mình, cũng sẽ có ý nghĩ của chính mình thôi. Người vẫn còn sống, bởi vì thiên chẳng quan tâm người còn sống hay đã chết đâu. Ý thức của người, ý tưởng của người cũng có thể bảo tồn, nhưng người nhất định phải tuân theo thiên ý, không thể làm trái được. Trên mặt Bích Lạc Tiên Sinh mang theo nụ cười thân thiện, nhẹ giọng nói. Trên thực tế, người cũng không cưỡng lại được nữa đâu. Thiên ý sẽ khiến cho người trở nên càng cường đại hơn, không gì không biết, nhưng người cũng sẽ thừa nhận ý chí của thiên. Bộ dáng của Phong Vô Kỵ vô cùng ngoan ngoãn, cười bồi nói. Đệ tử nhất định sẽ dốc hết khả năng, hoàn thành thiên mệnh. Bích Lạc Tiên Sinh nhàn nhạt nói. Người yên tâm, thiên thật sự chẳng quan tâm người có những ý nghĩ gì khác đâu. Hắn càng nói như vậy, trong lòng Phong Vô Kỵ lại càng lo lắng bất an, lại càng vô cùng ngoan ngoãn. Bích Lạc Tiên Sinh lắc lắc đầu, cùng với Đế Tu La xoay người trở về Tử Vi. Ta nhất định sẽ giết chết đệ đệ ta, khiến cho phụ thân ta trở thành thiên. Phong Vô Kỵ đột nhiên dùng mình một cái, hét lên một tiếng, nhảy vào trận đài truyền tống. Sao ta lại có thể có suy nghĩ như vậy? Đây không phải là ý nghĩ của ta.
Hắn như điên cuồng, còn chưa kịp truyền tống rời khỏi, đột nhiên nhìn thấy một chiếc cổ thuyền chấn động ngàn cặp cánh từ phía dưới thần thành thứ 9 nhanh chóng bay lên, bay vào một mảnh tinh vực cổ lão. Trung Sơn Tí, cặp mắt của Phong Vô Kỵ đỏ bừng, há miệng gào thét gằn lên từng chữ. Ta bị hại thành ra như vậy đều là vì ngươi cả. Trung Nhạc đang định thôi động thiên dực cổ thuyền rời khỏi, đột nhiên không gian chấn động kịch liệt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phong Vô Kỵ xé rách không gian lao thẳng về phía này. Ồ, hóa ra là Vô Kỵ hiền chất, lần trước ta không mời ngươi tham gia đại hội chưa đến tương lai, ngươi nổi giận sao? Tiểu tử thối, ngươi điên rồi sao? Trung Nhạc nhíu mày, vung tay chấn động một cái, đánh bay Phong Vô Kỵ. Đột nhiên, thân pháp của Phong Vô Kỵ khẽ biến, vậy mà biến thành chân thân Phục Khi, thực lực bạo tăng, lao thẳng về phía hắn. Các loại tuyệt học đế cấp của Phục Khi thị hạ bút thành văn, bay múa đầy trời. Ong 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 ong. Sau đầu Phong Vô Kỵ vang lên bảy thanh âm chấn động, vậy mà một mạch mở ra bảy tòa bí cảnh, khiến cho chiến lực của hắn nhất thời tăng vọt, viễn siêu hơn người cùng thế hệ. Không đúng rồi, lĩnh ngộ của ngươi đối với bí cảnh thứ 7 căn bản chưa đạt tới trình độ có thể mở ra được. Là kẻ nào đã giúp ngươi mở ra bí cảnh thứ 7 đấy? Trung Nhạc thoáng ngẩn người, năm ngón tay mở rộng, không gian vặn vẹo, nhất thời hết thảy thần thông ngập trời đều không cánh mà bay, bị hắn dịch chuyển tới những không gian khác. Vô Ký, ngươi học được truyền thừa Phục Khi thị từ chỗ nào vậy? Hắn vừa mới hỏi ra câu này, Phong Vô Kỵ đột nhiên gào thét một tiếng, thần thông lại thay đổi, biến thành thần thông của chư đế bàn Hồ thị, cương mãnh bá đạo, ba đầu lay động, nhất thời bạo phát vô số thần thông. Bàn tay của Trung Nhạc nắm lại thành quyền, rút vào trong ống tay áo. Tay áo hắn nhất thời gào thét bành trướng, chụp một cái về phía trước. Vô số đại đạo đế cấp bàn Hồ thị của Phong Vô Kỵ nhất thời bị hắn thu hết vào trong tay áo. Dị tượng ngập trời bị một đống tay áo thu sạch, thậm chí ngay cả Phong Vô Kỵ cũng suýt chút nữa không thể chạy thoát được. Thần thông của chư đế bàn Hồ thị vậy mà bị ngươi luyện tới loại trình độ này, tạo nghệ quả thật là phi phàm. Sắc mặt của Trung Nhạc ngưng trọng, thở dài nói: Đại hội chư đế tương lai lần trước ta không mời ngươi, xem ra là ta thất sách rồi, ngươi hẳn là nên tới tham gia mới phải. Thân pháp của Phong Vô Kỵ đột nhiên thay đổi, giống như tiên thiên đại xà vậy, từ trong ống tay áo Trung Nhạc bỏ ra, tránh thoát một chiêu càn khôn tụ của hắn. Là thần thông Hoa Tư thị sao? Sắc mặt của Trung Nhạc khẽ biến, thời điểm Phong Vô Kỵ thi triển thần thông Hoa Tư thị, bộ ngực vậy mà lại nhô lên, từ nam hoa nữ, từ nam nhân biến thành nữ nhân, quả thực cực kỳ cổ quái. Thật kỳ quái, quá quỷ dị rồi. Trung Nhạc không ngừng tán thán, trong lòng lại càng nghi hoặc hơn. Những tuyệt học Hoa Tư thị hiện tại Phong Vô Kỵ đang thi triển kia, vậy mà giống như hắn đã thấm nhuần đạo này từ rất lâu rồi vậy. Thi triển thần thông của chư đế Hoa Tư thị đến mức xuất thần nhập hóa. Hoa Tư thị chính là mẫu tộc của Phục Khi thị, ở thời đại địa kỷ đã từng sinh ra rất nhiều đời địa hoàng, lại càng là một đại tộc huy hoàng từ thời đại hắc ám đã truyền thừa cho tới hiện tại, là một hoàng tộc đã trải qua vô số trắc trở mà vững vàng không ngã. Truyền thừa đế cấp của Hoa Tư thị tuyệt đối không thuộc về Phục Khi thị. Phong Vô Kỵ biến thành nữ thân vậy mà có thể thi triển ra các loại tuyệt học đế cấp của Hoa Tư thị, một người căn bản không có khả năng đồng thời tinh thông nhiều tuyệt học như vậy. Đỉnh. Trung Nhạc điểm ra một ngón tay, đại đạo trụ quang bạo phát định trụ Phong Vô Kỵ và không biết bao nhiêu thần thông Hoa Tư thị lại ở giữa không trung, ngay cả thời gian trong phiến không gian này cũng đồng thời bị đình trệ lại. Thần thông của ngươi có chút cổ quái, với trí tuệ của ngươi không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã tu luyện những thần thông và công pháp này tới trình độ này được. Thân hình của Trung Nhạc cách Phong Vô Kỵ càng lúc càng gần, trên mặt lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Tam mục thiên đồng mở ra, tinh tế quan sát mi tâm của Phong Vô Kỵ nói: Ồ, trong đại não của ngươi có đồ vật gì đấy, để ta nhìn một chút xem sao, rốt cuộc là đồ vật gì. Vũ Thanh trụ quang, Long chiến vu thiên. Phong Vô Kỵ đột nhiên giống giận một tiếng, thôi động Vũ Thanh trụ quang huyền kinh, đánh vỡ phong tỏa của đại đạo trụ quang của Trung Nhạc, phóng người bay lên, biến thành tiên thiên thần long, thân thể của lấy Trung Nhạc, mở ra long khẩu, liền cắn về phía hắn. Vô Kỵ, sở học của ngươi tuy nhiều, nhưng căn bản không phải là đối thủ của ta đâu. Toàn thân Trung Nhạc mở rộng tiên thiên bắt quái, căng cứng, khiến cho tiên thiên thần long do Phong Vô Kỵ biến thành, không tự chủ được, mở ra thân thể, không thể cuốn lấy hắn, thậm chí, ngay cả long khẩu cũng không thể cắn xuống được. Ta
ta đã nhảy ra khỏi cảnh giới, đạt tới tình trạng tiến vào đáo, không phải là ngươi có khả năng chống lại được. Trung Nhạc mở rộng bàn tay, thân thể Phong Vô Kỵ vặn vẹo, không ngừng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thần thông vô lượng, không gì hơn cái này. Thân thể Phong Vô Kỵ lóe lên, đã biến thành chân thân để đánh thị, dãy rùa vẫy vùng ở trên không trung, nỗ lực xông phá sự trói buộc của hắn. Để đánh thị cũng là một hoàng tộc thượng cổ, thần thông đế cấp đông đảo, thi triển ra trong tay của hắn không có nửa phần trì trệ. Phong Vô Kỵ vẫn không cách nào phá vỡ bàn tay của hắn, đột nhiên lại thi triển tuyệt học Cự Linh Thị, thân thể biến thành một gã cự linh cự nhân, vĩ lực vô song, đánh cho một ngón tay của Trung Nhạc run rẩy tê dại. Tâm niệm của Trung Nhạc khẽ động, trong lòng bàn tay hiện ra thần ma tứ tượng, thiếu âm thiếu dương, thái âm thái dương, thần ma chia đôi, tứ tượng chống đỡ càn khôn, vây khốn hắn vào bên trong đấy. Phong Vô Kỵ lại thi triển ra tuyệt học các tộc Trung Ương Thị, Hách Tư Thị, ra sức đối kháng, nhưng vẫn khó cứu vãn được, xu hướng suy yếu, không ngừng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn giống như một con khỉ ở trong lòng bàn tay của Trung Nhạc vậy, cho dù nhảy múa như thế nào, nhưng Thủy Chung cũng không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Trung Nhạc. Ta đã biết trong đầu ngươi là cái gì rồi. Lúc này, sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, thần nhãn thứ ba tại mi tâm đại phóng quang mang, Tam Mục Thiên Đồng toàn lực nhìn về phía đại não của Phong Vô Kỵ. Hắn cười lạnh nói, hóa ra là đại não thiên lý. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng ầm vang thật lớn truyền tới, thiên ấn trong bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc đột nhiên không thể khống chế, bị Phong Vô Kỵ thôi động, uy năng bạo phát chấn áp ngược lại Trung Nhạc. Sắc mặt của Trung Nhạc rút cuộc đại biến, chân thân trong bí cảnh đạo nhất lập tức vươn tay ra chụp lấy thiên ấn, mạnh mẽ chấn áp kiện thiên ấn này. Cùng lúc đấy, Phong Vô Kỵ trong lòng bàn tay hắn thi triển ra từng bước thiên đạo đồ. Uy lực của thiên đạo đồ vô cùng cường đại, thiên uy mênh mông đánh văng tiên thiên tứ tượng ở trong lòng bàn tay của hắn ra. Năm ngón tay Trung Nhạc thu liễm, tiên thiên bắt quái bạo phát, tám bộ tiên thiên bắt quái đồ giống như trận pháp vô cùng tinh diệu, trên dưới trái phải trước sau không ngừng cắt tới. Phong Vô Kỵ đột nhiên nhất cỗ tắc khí, thi triển ra 30 bức thiên đạo đồ, 30 kiện bảo vật thiên đạo phun trào dị tượng, cấu thành một tòa đại trận thiên đạo vô cùng tinh diệu. Tám bộ tiên thiên bắt quái đồ va chạm thẳng với đại trận thiên đạo, giống như vô số bánh răng tao ngộ với nhau vậy, chuyển động cắt đứt lẫn nhau. Năm ngón tay của Trung Nhạc nhất thời bị hất văng ra, chỉ thấy Phong Vô Kỵ nhảy ra khỏi lòng bàn tay của hắn, dưới chân giẫm mạnh một cái, một chiếc thiên toàn xa xuất hiện. Thiên toàn xa chở hắn cực nhanh phóng đi. Phong Vô Kỵ đứng trên xe lo lắng Trung Nhạc đuổi theo, không ngừng giơ tay chém về phía sau. Tinh không nhất thời nứt vỡ, xuất hiện từng đạo lạch trời ngăn cản bước tiến của Trung Nhạc. Đại não thiên ý sao? Trung Nhạc dừng bước lại, khẽ nhíu mày. Hóa ra là đại não thiên ý. Hắn ngược lại có thể đuổi theo Phong Vô Kỵ. Với thủ đoạn của hắn, Phong Vô Kỵ căn bản không thể chạy thoát khỏi sự truy kích của hắn. Bất quá, vừa rồi Phong Vô Kỵ xuất thủ lại khiến cho hắn phát hiện ra có chút tai họa ngầm vẫn chưa hóa giải. Trung Nhạc vươn tay cầm lấy thiên ấn, cười lạnh nói, đại tư mệnh nói quả nhiên không sai, luyện chế bảo vật thiên đạo quả thật chính là may áo cưới cho thiên mà. Táng Linh Thần Vương xuất hiện sau lưng Trung Nhạc, nhìn thiên ấn trong tay của hắn rồi cau mày nói, thần binh do ngươi luyện chế ra, vậy mà ngược lại công kích lại chính ngươi, hơn nữa còn bị gã tạo vật chủ vừa rồi kia tế khởi thống ngại sát thủ với ngươi. Cái kiện bảo vật này của ngươi là bảo vật gì vậy? Đây chính là cơ hồ là sự tình vi phạm thưởng thức. Bất quá, đối với bảo vật thiên đạo, đối với thiên, đây chính là chuyện bình thường. Bởi vì thiên đạo chính là lực lượng của thiên, bảo vật thiên đạo chính là bảo vật luyện chế cho thiên. Kiện bảo vật này gọi là thiên ấn, một trong 30 kiện bảo vật thiên đạo. Trung Nhạc tiện tay ném qua quăng thiên ấn về phía Táng Linh Thần Vương. Táng Linh Thần Vương vội vàng tiếp lấy, tinh tế quan sát, không ngừng mà tán thán. Ồ, bảo bối tốt đấy. Trong hàng ngũ đế binh cũng tính là bảo vật xuất sắc rồi. Chủ công là ở thời điểm cảnh giới tạo vật chủ luyện ra kiện bảo vật này hay sao? Không, cảnh giới thần hoàng. Trung Nhạc lại lấy ra thiên bàn cũng ném cho hắn rồi nói, cái này là ở cảnh giới thần hầu luyện thành. Táng Linh Thần Vương tinh tế quan sát thiên bàn, không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói, cảnh giới thần hầu, thần hoàng có thể luyện ra bảo vật đẳng cấp này sao? Hai kiện bảo vật này xét từ phương diện uy năng và công dụng đã là bảo vật đế cấp rồi. Đây chính là lực lượng của thiên đạo, ta là mượn thiên đạo tới luyện báo, không quan hệ với thực lực của bản thân ta.
Thiên dực của thuyền vỗ cánh bay đi. Trên đầu thuyền, Trung Nhạc suy nghĩ có chút xuất thần. Thiên, thiên đạo và bảo vật thiên đạo, giữa ba cái này rốt cuộc có quan hệ gì đây? Thiên đạo là lực lượng của thiên, luyện chế ra bảo vật thiên đạo thật sự là may áo cưới cho thiên hay sao? Nếu là như vậy, trong tiên thiên bắt quái của chính mình cũng có thiên đạo, chẳng phải chính mình cũng sẽ nguy hiểm rồi hay sao? Tư mệnh trường khống lục đạo thiên luân bất cứ lúc nào cũng có thể cắt vào trong bí cảnh lục đạo luân hồi của bất luận một kẻ nào. Thiên có phải bất cứ lúc nào cũng có thể cắt vào trong thánh địa tiên thiên bắt quái của chính mình hay không? Vậy chính mình rốt cuộc có còn nên tu luyện thiên đạo nữa hay không? Có tiếp tục tìm hiểu thiên đạo nữa không? Chính mình có nên tiếp tục luyện chế bảo vật thiên đạo nữa không đây? Thiên không phải là thiên trên ý nghĩa chân chính, cũng không phải là thiên đạo trên ý nghĩa chân chính. Hắn chẳng qua là một tôn tế tự tiên thiên thần cường đại nhất mà thôi. Trung Nhạc đột nhiên hít mạnh một hơi thật dài. Thiên đạo vẫn tiếp tục tu luyện, bảo vật thiên đạo cũng phải tiếp tục luyện chế ra. Thiên là một tôn tế tự tiên thiên thần do chúng sinh đã trải qua 200 vạn năm tế tự mà sinh ra đời. Hắn đã có hình thể, đã có thân thể, đã có suy nghĩ, đã có trí tuệ, đã có lực lượng, đã có pháp lực. Cũng tức là nói, ngay từ một khắc hắn sinh ra trở đi kia, hắn đã không còn là thiên chân chính, không còn là thiên đạo chân chính nữa. Hắn chính là một tôn tiên thiên thần do chúng sinh tế tự mà sinh ra. Nếu Trung Nhạc nhìn không ra điểm này, sẽ liền phế bỏ thiên đạo của bản thân. Sau khi phế bỏ, tiên thiên bắt quái sẽ không hoàn chỉnh, không thể viên mãn. Đạo của thiên là cực hạn của đại đạo đồ đằng. Thành tựu đại đạo đồ đằng của bất luận một kẻ nào cũng khó có khả năng siêu việt hơn hắn ta được. Mà ta thì đã đạt tới cảnh giới bước vào đại đạo tiên thiên, không còn sử dụng đồ đằng nữa. Đây là điểm mà hắn không bằng ta. Ta cần gì phải sợ hắn đấy? Trung Nhạc hết sức thản nhiên. Thiên mặc dù rất cường đại, nhưng đó là lực lượng do chúng sinh cấp cho hắn. Lực lượng của hắn đã đạt tới đỉnh điểm, có muốn bước về phía trước nữa cũng không còn đường để mà đi. Mà con đường ở phía trước của Trung Nhạc lại chỉ vừa mới mở ra, vẫn còn có không gian trưởng thành rất lớn. Thiên vì muốn có thể tiếp tục tiến lên, đã học tập đám thần vương thái cổ, bắt đầu nuôi cá, câu cá. Đã xem phong núi chung thành một con cá, xem bản tố tâm thành mồi câu. Lần này, trong đại não của Phong Vô Kỵ đã có thêm đại não thiên ý. Cái này nói rõ, Thiên đã xem Phong Vô Kỵ thành mồi câu, muốn dùng thủ đoạn tà ác này để thả câu phong hữu chung, câu hắn lên. Loại thủ đoạn tà ác này chính là để cho huynh đệ đấu đá, thủ túc tương tàn, khiến cho phong sư huynh triệt đế, không còn ràng buộc, biến thành tồn tại triệt đế, lý tính giống như thiên vậy. Trung Nhạc nhất thời lâm vào suy tư. Phong hữu chung theo đuổi đối với đạo cực kỳ cuồng nhiệt, không có phân chia quan niệm thiện ác, trong mắt chỉ có đạo lý, chỉ có đạo. Hắn tâm không tạp niệm, nếu một tia ràng buộc cuối cùng cũng biến mất, vậy nhân tính của Phong Ngữ Trung cũng sẽ biến mất đi, chỉ còn lại có thần tính. Thần tính hoàn mỹ nhất chính là thiên. Thiên tìm mọi cách muốn bước Phong Sư Huynh tới một bước kia, rốt cuộc là muốn làm gì đấy? Thân thể của Trung Nhạc đột nhiên khẽ động, đột nhiên tỉnh ngộ trở lại, thất thanh nói. Thiên muốn lột đi thân thể tế tự tiên thiên thần của hắn, tuyển chọn một thể xác mới hay sao? Mà lúc này Táng Linh Thần Vương đang lúc nghiên cứu hai kiện bảo vật thiên đạo, nghe hắn nói vậy liền ngẩng đầu nhìn lên. Trung Nhạc đi tới đi lui trên đầu thuyền rồi lẩm bẩm. Đúng rồi, chúng sinh thành toàn cho hắn, thế nhưng cũng đã hạn chế hắn rất nhiều. 200 vạn năm, ức ngàn vạn chúng sinh, vô số chấp niệm, thiện niệm, ác niệm, tà niệm, buồn niệm, khổ niệm, vui niệm, xót niệm, các loại ý niệm đã hợp thành lực lượng tế tự khoáng đạt, khiến cho tôn tiên thiên thần thiên này được sinh ra. Nhưng những ý niệm này cũng khiến cho đại đạo của hắn không được tinh khiết, khó có thể làm được một bước cuối cùng. Lột không được cấu thân của hắn, lột không được chấp niệm của chúng sinh. Cho nên hắn cần có một cỗ thân thể mới, một cỗ thân thể hoàn mỹ. Cỗ thân thể này nhất định phải phù hợp với hắn ta, không thể có tạp niệm, không thể có thiện ác được. Hơn nữa còn phải vô cùng cường đại, có thể thừa nhận được lực lượng của hắn ta. Phong sư huynh đã diệt tuyệt nhân tính, chính là nhân tuyển như vậy rồi. Phong Vũ Kỵ tất sẽ trở về giết chết Phong Hoành Ngọc, khiến cho Phong Ngữ Trung yên diệt một tia nhân tính cuối cùng kia. Huynh đệ thủ túc tương tàn, giết chết chính là Phong Hoành Ngọc và Phong Vũ Kỵ, nhưng chém đi chính là nhân tính của Phong Hữu Trung. Cặp mắt của Trung Nhạc nhấp nháy, đột nhiên nở nụ cười. Tổ hợp những đầu mối này lại cùng một chỗ sẽ có thể biết được bố trí của thiên. Đây chính là đạo nhân quả. Thiên mặc dù cao thâm khó dò, nhưng chỉ cần đã làm sẽ liền lưu lại dấu vết tơ nhện. Có dấu vết có thể lần tìm.
Thế nhưng đáng sợ nhất vẫn là vị tồn tại không lưu lại dấu vết tơ nhện gì. Tôn đạo thần đã xem ta thành con cá để nuôi kia kìa, hoàn toàn cao minh hơn thiên rất nhiều. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài. Tôn đạo thần kia đang chờ hắn tại 10 vạn năm trước, đang chờ đợi hắn tại đạo phong ấn thứ 6, tuyệt luân hồi của hắn. Thiên dực của thuyền trong lúc bất chi bất giác đã đi tới phụ cận tổ đình. Bảy đạo quang luân sau đầu Trung Nhạc đột nhiên chuyển động, nghịch chuyển không gian. Thiên dực của thuyền biến mất không thấy đâu nữa. Cũng trong nháy mắt thiên dực của thuyền biến mất, không gian rung động kịch liệt, một đại thủ khổng lồ hung hăng chụp tới, bóp phiến không gian vị trí vừa rồi của thiên dực của thuyền ầm ầm vỡ nát. Vật nhỏ này vậy mà cơ linh như vậy sao? Thật là cơ linh. Đại thủ kia từ từ thu hồi lại, chui vào trong một quả nhẫn cầu màu đỏ bầm thật lớn. Quả nhẫn cầu huyết sắc này xoay tròn trong vũ trụ, từ xa nhìn lại phảng phất như một quả thái dương huyết sắc, chỉ là so với thái dương bình thường thì còn khổng lồ hơn. Hơn nữa xung quanh thái dương là thần hỏa hừng hực, thần hỏa ngập trời, mà xung quanh quả nhẫn cầu này lại là vô số sợi xúc tu hình thái như huyết quản, giống như những sợi tim mao không ngừng huy vũ du động vậy. Trong quả nhẫn cầu truyền ra thanh âm của tiên thiên tà đế: Vật nhỏ này làm thế nào rời khỏi tổ đình Phục Khí thị đấy? Đã rời khỏi từ khi nào đấy? Sao ngay cả ta cũng không phát hiện hắn đã rời đi vậy? Ôm lấy nghi hoặc đồng dạng còn có tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế. Bọn họ đã thủ ở nơi này nhiều năm, thủy chung cũng không nhìn thấy Trung Nhạc rời khỏi. Mà vừa rồi Trung Nhạc lại là từ bên ngoài trở về, khiến cho bọn họ không kịp dự liệu. Đang định xuất thủ thì Trung Nhạc đã thôi động không gian luân hồi, trực tiếp dịch chuyển cả người lẫn thuyền vào trong tổ đình. Một lúc sau, một chiếc thuyền nhỏ từ trong tổ đình lái ra, đi tới phía trước khỏa tà đế thần nhãn kia. Nhãn đồng tà đế thần nhãn xoay chuyển một vòng, rơi xuống trên người Trung Nhạc đang đứng trên chiếc thuyền nhỏ. Một cỗ phân thân sao? Trong khỏa tà đế thần nhãn kia vang ra tiếng cười lạnh của tiên thiên tà đế: Tiểu quý, ngươi để phân thân tới gặp ta là có chuyện gì? Ta tới hiến vật quý. Phân thân của Trung Nhạc lấy ra một cái hộp vuông, mỉm cười nói: Tà đế bệ hạ là muốn lấy được luân hồi đằng của ta hơn, hay là vẫn là càng muốn chiến thắng hắc đế hơn đấy? Trong cái hộp vuông này chính là một con mắt của hắc đế, ta nguyện hiến vật quý cho tà đế bệ hạ, giúp bệ hạ chiến thắng hắc đế. Nhãn đồng của tiên thiên tà đế chuyển động, nhãn cầu cơ hồ giám sát về chiếc thuyền nhỏ, tựa hồ là muốn nhìn hắn một cách rõ ràng. Hắn cười lạnh nói: Người muốn gây xích mích cảm tình giữa ta và hắc đế sư huynh hay sao? Phân thân của Trung Nhạc cười ha hả nói: Giữa hai vị có cảm tình gì đáng nói hay sao? Trong quả tà nhãn kia truyền ra tiếng cười của tiên thiên tà đế: Tự nhiên là không có rồi. Tiểu quý, người tới đây hiến vật quý nhất định là có chuyện muốn cầu, có đúng không nào? Bất quá ta sẽ không đáp ứng ngươi đâu. Quả nhãn cầu này của hắc đế vốn dĩ chính là của ta. Mục tiên thiên bảo ngươi chuyển nó tới tay ta, lại bị ngươi ngăn chặn nuốt làm của riêng. Hiện tại ngươi giao lại cho ta chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Phân thân của Trung Nhạc cười híp mắt nói: Tả đế bệ hạ, bảo vật trong thiên hạ chẳng lẽ không phải là kẻ nào đạt được thì chính là của kẻ đó hay sao? Ta nguyện ý hiến quả hắc đế ma nhãn này cho bệ hạ, mời bệ hạ lui trở về tà đế cung. Bệ hạ căn bản không thể đánh vào địa bàn của ta được. Hơn nữa, đã có hắc đế ma nhãn, bệ hạ cũng cần có thời gian đi nghiên cứu thiệt học của hắc đế. Cho dù có lấy được luân hồi đăng cũng không rảnh để đi tế luyện đâu. À đúng rồi, ta cứ nói cho bệ hạ biết, trong hắc đế ma nhãn còn có một kiện mộ cổ nữa kìa. Trong lòng của tiên thiên tà đế cực kỳ động tâm, đột nhiên quả tà nhãn kia chợt mở ra, lộ ra một cái miệng lớn, máu chảy đầm đìa. Một cái lưỡi đỏ thắm phóng ra, một hơi nuốt chửng phân thân của Trung Nhạc, cả người lẫn thuyền vào trong bụng của chính mình. Quả hắc đế ma nhãn kia tự nhiên cũng bị hắn nuốt vào trong bụng. Vật nhỏ khốn kiếp, không ngờ lại dám cò kè mặc cả với ta, dạy ta phải làm như thế nào sao? Quả tà nhãn kia nuốt phân thân Trung Nhạc vào trong bụng, nhận được cái hộp vuông, lập tức một đường la vút đi. Bất quá, tên tiểu tử khốn kiếp này nói không sai. Nếu ta đã không có khả năng đạt được luân hồi đăng, không bằng vẫn là nghiên cứu hắc đế và tuyệt học của hắn trước vậy. Cùng lúc đấy, lại có hai chiếc thuyền nhỏ khác lái ra khỏi tổ đình. Trên mỗi một chiếc thuyền nhỏ đều có một gã phân thân Trung Nhạc, tay đều cầm theo một cái hộp vuông. Mà đế bệ hạ, ta tới đây hiến vật quý. Trong cái hộp vuông này chính là xương đầu của tiên thiên thần đế. Ta nguyện trợ giúp ma đế sớm ngày giết chết nghịch tặc, phát huy ma đạo trong thiên hạ.
Thần đế bệ hạ, ta tới đây hiến vật quý. Trong cái hộp vuông này chính là cái đuôi của ma đế. Ta nguyện trợ giúp thần đế sớm ngày hàng ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa kìa. Tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế đều tự thu lại cái hộp vuông, đột nhiên thoáng nhìn đối phương một cái, trong lòng đều khẽ động, một chưởng đánh vỡ nát phân thân của Trung Nhạc, cả người lẫn thuyền. Tiên thiên thần đế lớn tiếng quát mắng: tiểu tử lớn mật, dám can đảm gây xích mích tình nghĩa giữa ta và ma đế hay sao? Tiên thiên ma đế cũng cao giọng quát mắng: ngươi đừng mơ tưởng phá hỏng tình hữu nghị giữa ta và tiên thiên thần đế đạo huynh được. Hai tôn thần vương lưu lại một câu nói, rồi đều tự xoay người rời khỏi, không tiếp tục lưu lại nữa. Nếu bọn họ lại tiếp tục canh chừng ở nơi này, đối phương từ trên thân ngoại thân của chính mình nghiên cứu ra đạo pháp thần thông của chính mình, chỉ sợ chính mình sẽ liền không xong. Tiên thiên tả đế quả như là đạo long văn thái cực, điều hòa giữa tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế. Tả đế không còn, ma đế và thần đế sẽ liền lập tức trở mặt với nhau. Bên trong tổ đình, ánh mắt Trung Nhạc chớp động, muốn diệt hai tôn thần vương thái cổ, thần ma nhị đế. Trước cần phải diệt trừ tiên thiên tả đế. Tiên thiên tả đế chưa trừ, nhị đế khó trừ. Bất quá, cái đám gia hỏa này đã tiến hành bế quan, nghiên cứu nhược điểm của nhau rồi, cuối cùng cũng có thể để cho ta dễ thở được một chút rồi. Đúng lúc này, đột nhiên có thần quan từ Tử Vi đi tới, tuyên đọc đế chỉ của Mục Tiên Thiên nói: lệnh thiên thừa tướng đăng triều yết kiến. Trung Nhạc tiếp chỉ, trong lòng chấn động: Mục Tiên Thiên thành đế rồi sao? Hay là nói hắn đã bình định xong hết thảy loạn lạc trong tinh vực Tử Vi, chuẩn bị chém ta rồi sao? Thiên thừa tướng, trước khi đi, bệ hạ đã nói với thần hạ, người tới nàng liền yên tâm, người không tới lòng nàng bất an. Gã thần quan tuyên chỉ kia nhất mực cung kính nói với Trung Nhạc: trong đế chỉ còn có một đoạn văn khác, sau khi đốt lên sẽ xuất hiện, kính xin thiên thừa tướng để cho hai bên thối lui đi. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, lệnh cho thần tướng hai bên lui ra. Gã thần quan tuyên chỉ kia cũng cung kính lui xuống. Hắn đốt quyển đế chỉ kia của Mục Tiên Thiên, chỉ thấy trong quyển đế chỉ kia đang bị thiêu đốt, thanh âm của Mục Tiên Thiên từ trong hỏa diễm vang lên: Dịch Quân, chấm muốn hỏi ngươi, cần mấy tôn đế mới có thể giết chết một tôn thần vương đây? Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, hắn vốn dĩ còn có chút chần chừ, không thể quyết định chính mình có nên đi Tử Vi hay không. Thế nhưng sau khi nghe được lời này của Mục Tiên Thiên, hắn rốt cuộc cũng có thể quyết định. Tử Vi, hắn nhất định là phải đi một chuyến. Lần này Mục Tiên Thiên cũng không phải là muốn dụ hắn lên Tử Vi để mà giết hắn, mà là rốt cuộc đã muốn hạ thủ với đám thần vương thái cổ. Hơn nữa, cho dù Mục Tiên Thiên có hạ thủ với hắn, hắn cũng có biện pháp có thể toàn thân mà trở lui, phương diện an toàn cũng không có gì mà phải lo lắng. Hắn đi ra cung điện, lúc này Âm Phiền Huyên lại đang đánh nhau với Hoa Thiến Mân. Đám người Kim Hà Hề, Thạch Âm Cơ, Y Uyển Quân và Nguyệt Thần ở một bên quan chiến. Trung Nhạc đã đưa xương đầu của tiên thiên thần đế cho tiên thiên ma đế, đưa cái đuôi của tiên thiên ma đế cho tiên thiên thần đế. Trong đấy, ma vĩ đã được Thạch Âm Cơ luyện thành thân ngoại hóa thân, mà Y Uyển Quân thì đã luyện xong xương đầu của tiên thiên thần đế thành thân ngoại hóa thân. Trước đây hai nàng nữ tử ỷ vào hai cỗ thân ngoại hóa thân này đại phóng dị thải trong cuộc chiến đoạt đế, chiến lực của hai cỗ thân ngoại hóa thân có thể sánh ngang với đế quân đỉnh phong, vô cùng lợi hại. Bất quá lần này Trung Nhạc đã đưa hai kiện bảo vật đi, khiến cho các nàng đã không còn chỗ để dựa vào nữa, không thể tranh phong với Âm Phiền Huyên, Hoa Thiến Mân, những tồn tại đẳng cấp này. Tu vi của các nàng cũng đã tới thần hầu đỉnh phong, tiếp cận đẳng cấp thần hoàng. Bản thân hai người cũng đều không kém, đều là tồn tại nghịch khai sáu lân trong nguyên thần lục đạo giới. Tư chất ở trong 3000 lục đạo giới cũng là có thể đặt ở hàng đầu. Sau khi đi theo Trung Nhạc, các nàng lại nhận được truyền thừa của Tạo Hóa Đại Đế, lại trải qua chiến trường giết chóc, tu vi thực lực tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Cộng thêm bên cạnh Trung Nhạc, người tài ba xuất hiện lớp lớp, các nàng cũng đã trải qua hai lần đại hội chư đế tương lai, thu hoạch cực nhiều, là ở trong lục đạo giới không cách nào tưởng tượng nổi. Trung Nhạc đi tới bên cạnh các nàng, ngẩng đầu nhìn lên quan sát trận chiến này, chỉ thấy Âm Phiền Huyên và Hoa Thiến Mân thủ đoạn kinh người. Âm Phiền Huyên chính là thánh linh thể, mặc dù âm khang ma huyết không bằng Hoa Tư thần huyết, nhưng thánh linh thể vô cùng cường đại, bí cảnh vạn đạo lại càng là cường hoành tới mức cực điểm. Các loại thần thông của nàng đều là hạ bút thành văn, đại đạo bất đồng thuộc tính ở trong tay của nàng đều có thể dễ dàng trưởng khống. Thậm chí, ngay cả những đại đạo tương khắc cũng có thể được nàng cấu thành những thần thông uy năng kinh người.
mà Hoa Thuyến Mân thì lại chuyên tu thần thông của Hoa Tư Thị, hai đạo thủy và thổ lại càng tinh túy. Nội tình của hoàng tộc của lão nhất đã thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn ở trên người của nàng. Thần thông thượng cổ, thần thông viễn cổ, thậm chí ngay cả thần thông thái cổ đều được nàng thi triển ra vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, nàng còn sửa cũ thành mới, dung hợp lục đạo, phát huy thực lực của một vị nữ hoa hoàng tộc Hoa Tư Thị phải có một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa, nàng còn là một đạo sĩ. Trên phương diện nhận thức đối với đạo, cho dù là Trung Nhạc cũng tự thẹn là không bằng được nàng. Trong các nữ tử cùng cảnh giới có thể sánh ngang với nàng, ngoại trừ Tiên Thiên Thần Ma ra, liền chỉ có Âm Phiền Huyên mà thôi, ngay cả Kim Hà Hề cũng không được. Hai nàng nữ tử đều là tồn tại đã mở ra bí cảnh thứ 7, chiến lực cực cao, tiếp cận đế quân, chỉ là các nàng vẫn còn ở trong cảnh giới, còn chưa thể nhảy ra giới hạn của cảnh giới được. Trung Sơn Thí, trước đây ta đã đáp ứng với ngươi là sẽ sinh cho ngươi một đứa trẻ. Ở bên cạnh Trung Nhạc, Tiên Thiên Nguyệt Thần đột nhiên bình thản nói: "Hiện tại đã tới lúc rồi." Âm âm. Khí tức của Âm Phiền Huyên trên không trung lập tức đại loạn, bị Hoa Thiên Mân đánh trúng, rơi thẳng xuống đất. "A, à, ta thắng rồi này." Nàng nữ tử Hoa Thiên Mân này hưng phấn vạn phần mà hô lớn. Nàng cũng nghe được câu nói kia của Nguyệt Thần, thế nhưng lực đả kích của câu nói kia đối với nàng tự nhiên là không mãnh liệt bằng lực đả kích đối với Âm Phiền Huyên. Mà bên cạnh Nguyệt Thần, mấy nữ tử Kim Hà Hề, Y Uyển Quân và Thạch Âm Cơ cũng đều là ngây người. "Sao, sinh hài tử sao?" Thạch Âm Cơ cười ha hả lên tiếng nói: "Tỷ tỷ, loại chuyện sinh hài tử này ngươi lại trực tiếp nói ra miệng trước mặt mọi người như vậy hay sao?" Nguyệt Thần cũng có chút nghi hoặc hỏi: "Sinh hài tử là chuyện trong nhà với nhau, không thể nói trực tiếp hay sao?" Thạch Âm Cơ dậm chân cả giận nói: "Loại chuyện sinh hài tử này sao có thể nói trực tiếp ra được? Ngươi xem, ta và Tướng Công trốn ở trong phòng chơi đùa, trò chơi chối buộc và cút roi cũng chưa bao giờ nói ra trước mặt mọi người kìa." "Sao? Trò chơi chối buộc và cút roi sao?" Mấy nữ tử Y Uyển Quân, Kim Hà Hề và Âm Phiền Huyên lập tức quay đầu lại nhìn về phía Trung Nhạc. Sắc mặt của Trung Nhạc đỏ lên, lúng ta lúng túng, không nói lời nào. Hoa Thiên Mân nhảy chân sáo tới bên cạnh của hắn, hiếu kỳ hỏi: "Trò chơi này rất vui hay sao? Ta chưa từng chơi qua, ta thích nhất chính là cút roi kìa." Sắc mặt của Trung Nhạc lại càng đỏ hơn, Âm Phiền Huyên vội vàng nói: "Sau này người sẽ có thời gian chơi đùa, chỉ là loại chuyện sinh hài tử này..." Trên mặt của nàng mang theo vẻ ngượng nghịu, có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Thật sự là quá xấu hổ. "Sinh cho ngươi một đứa bé là sự tình khi đó ta vì báo ân cứu mạng của ngươi đã đáp ứng cho ngươi." Nguyệt Thần cực kỳ nghiêm túc nói: "Vì lời hứa hẹn này, ta đã lưu lại trong trần thế quá lâu, không muốn lại trì hoãn thêm nữa. Trần thế đối với ta quá không sạch sẽ rồi, có quá nhiều phân tranh, quá nhiều người đấu đá. Ta chỉ là muốn sinh cho ngươi một đứa bé, báo đáp xong ân tình, kết thúc nhân quả, sau đó ta sẽ liền đi xa, tìm kiếm một mảnh tịnh thổ, hoặc là chính mình khai mở một mảnh tịnh thổ, lặng lặng tu luyện mà thôi." Trung Nhạc nghe vậy, nhất thời ngơ ngẩn. "Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngươi muốn đi sao?" Y Uyển Quân cũng có chút không nỡ. "Sau khi kết thúc đoạn nhân quả này, ta sẽ lần rời khỏi." Nguyệt Thần phảng phất như đang nói một sự tình không quan hệ gì với chính mình vậy, nàng nhẹ giọng nói: "Chính là lời hứa hẹn này đã lưu ta lại nơi này, sau khi kết thúc lời hứa hẹn này, ta mới có thể thoát khỏi trói buộc được." Âm Phần Huyên lặng lẽ nháy mắt, dẫn theo chúng nữ rời khỏi. Hoa Thiên Mân vẫn như cũ lưu lại ở nơi đấy. Âm Phiền Huyên giơ tay lôi nàng đi, nàng nữ tử này vẫn đang còn nghi hoặc. "Đừng có lôi ta, ta muốn nhìn xem làm cách nào mà sinh hài tử kia." Lưu lại ở nơi này chỉ còn lại có hai người Trung Nhạc và Nguyệt Thần. Bộ dạng Trung Nhạc có chút khẩn trương, Nguyệt Thần thì điềm tĩnh mỉm cười nói: "Trung Sơn Thí, người đã không phải là gã thiếu niên năm xưa nữa rồi." Đúng vậy." Trung Nhạc hồi tưởng lại chuyện trước đây, mỉm cười nói: "Năm xưa, thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã suy nghĩ tại sao lại có nữ tử hoàn mỹ như vậy, khiến cho ta không đành lòng mà khinh nhờn. Hiện tại ta ở trước mặt ngươi vẫn là không dạy nổi lòng khinh nhờn được." "Âm dương tương hợp là đạo sinh sôi nảy nở tự nhiên, ở đâu ra là khinh nhờn đấy?" Nguyệt quang sáng ngời, một vầng minh nguyệt từ từ dâng lên,
bao phủ Trung Nhạc và trong mặt trăng càng lên càng cao. Đột nhiên một vầng mặt trời từ trong vầng mặt trăng kia bạo phát. Nguyệt Thần ôn nhu nói: "Hiện tại người đã có lòng khinh nhẫn rồi chứ?" Dục hỏa trong lòng Trung Nhạc nhất thời bị thiêu đốt. Minh Nguyệt và Cưu Dương quấn quýt lấy nhau, càng bay càng cao, dần dần bay ra khỏi Đại Lục Tổ Đình, tiến vào tinh không Hạo Hãn, đồng dạng treo ở trong tinh không với quần tinh, thỉnh thoảng lại bộc phát ra từng đợt quang mang chói mắt. Hai vầng tinh tú không ngừng chấn động, khi thì Minh Nguyệt ở trên, khi thì Cưu Dương ở trên, khi thì hai bên ngang bằng, khi thì Minh Nguyệt bao phủ Cưu Dương, khi thì Cưu Dương cao chiếu, nhét Minh Nguyệt vào bên trong đấy. Một lúc sau, hai vầng tinh tú bạo phát, quang mang vô biên chiếu rọi tinh không. Dần dần, quang mang tiêu tan thành mây khói, hết thảy khôi phục lại như lúc ban đầu. Trung Nhạc chỉnh lấy lại quần áo, chỉ thấy Nguyệt Thần đã sớm đi xa. Linh thai dưỡng dục còn cần một chút thời gian. Nguyệt Thần vung tay lên, thanh âm chuyển tới: "Đợi hài tử xuất thế, ta sẽ sai người đưa hắn trở về cho ngươi. Trung Sơn Thí, ân tình giữa ngươi và ta sẽ chấm dứt từ bây giờ." Trung Nhạc đuổi theo hai bước nhưng lại dừng hẳn lại, nhìn theo bóng dáng nàng đi xa, trong lòng cũng có chút phiền muộn. Nguyệt Thần không định sẽ đích thân đưa Hải Nhi tới, nói rõ một tia tình duyên cuối cùng cũng đã bị nàng chặt đứt đi. Có lẽ vầng minh nguyệt sạch sẽ trong chéo, treo cao khỏi hậu thế, không nhiễm một hạt bụi kia mới là Nguyệt Thần chân chính. Nàng đi tới bên cạnh mình, chỉ là rơi vào phàm trần, thủy chung vẫn phải quay trở lại thế ngoại thôi. Đoạn cảm tình này vẫn là phải chặt đứt, có lẽ tình cảm giữa hai người bọn ta chỉ còn lại là đứa hài tử được dưỡng dục kia thôi. Trung Nhạc quay trở lại tổ đình, đám người âm phiền huyên nhìn thấy Nguyệt Thần cũng không trở về theo, trong lòng cũng đều hiểu rõ. Chặt đứt một đoạn tình cảm cũng không phải dễ dàng như vậy, bất quá cuối cùng Trung Nhạc cũng đã tĩnh tâm trở lại, khảo sát tình hình phát triển gần đây của nhân tộc. Hắn từ trong nhân tộc tuyển chọn ra con cháu sư quần Bạch Tụy mà tiến vào kiếm môn. Phương Kiếm Các đã trùng kiến một kiếm môn khác ở trong tổ đình, hắn vẫn như cũ là môn chủ của kiếm môn. Ngàn năm qua đều là một mình hắn dốc hết sức chống đỡ kiếm môn tổ tinh phát triển. Trung Nhạc thương thảo nghiên cứu với hắn, trọng định công pháp nhập môn của kiếm môn, cũng dung nhập bí quyết xác định hỗn độn kỳ điểm, nghịch khai sáu luân trong đầu và trong công pháp nhập môn của kiếm môn. Bất quá, chỉ cần có thiên phú cực cao, tài trí cực cao mới có thể tính ra vị trí của hỗn độn kỳ điểm ở trong đầu. Trung Nhạc cũng đơn giản hóa một phen phương pháp tư diễn quẻ âm quẻ dương của chính mình, đưa vào trong công pháp nhập môn. Nếu đệ tử có đầy đủ tài trí và ngộ tính tìm hiểu thấu triệt, sẽ có thể tìm được hỗn độn kỳ điểm ở trong đầu, từ đó anh mở hỗn độn ở trong đầu, mở ra biết cảnh đạo nhất, nghịch khai lục đạo luân hồi. Nhân tộc còn cần thời gian để phát triển lớn mạnh, bất luận là nhân tộc của Tinh Hồng Bảo hay là nhân tộc do Viêm Hoàng che chở, đều cần có thời gian mấy ngàn năm mới có thể khiến cho bọn họ trưởng thành, trở thành trụ cột vững vàng cho thế hệ trẻ. Mà tranh thủ thời gian mấy ngàn năm, cái này cũng không dễ dàng gì. Sao không vận chuyển tổ tinh tới nơi này vậy? Phương Kiếm Các nghi hoặc hỏi Trung Nhạc. Trên tổ tinh cũng còn có nhân tộc, có tới mấy chục, mấy trăm tòa đế lăng ở trên đấy, ta vận chuyển không nổi. Trung Nhạc lắc lắc đầu nói. Hơn nữa, nếu hiện tại ta vận chuyển tổ tinh, tất nhiên cũng phải vận chuyển Thái Dương, kể cả các tinh tú khác cũng phải cùng nhau vận chuyển theo. Lúc đấy sẽ gặp phải lực cản cực lớn, thậm chí sẽ có thần vương Thái Cổ đích thân xuất thủ, không cho ta vận chuyển tổ tinh đi. Chuyện này liên lụy quá lớn, ta hiện tại vẫn chưa thể làm nổi. Chỉ khi nào tới lúc ta có thể chống lại thần vương Thái Cổ, ta mới có thể vận chuyển tổ tinh đến tổ đình được. Lúc đấy... Ánh mắt của hắn chớp động, lạnh lẽo nói, hẳn chính là ngày quyết chiến rồi. Hắn xử lý xong chuyện tình của nhân tộc, rồi lại gọi Phong Hoài Ngọc tới kiểm tra một phen, vô cùng hài lòng. Tư chất của Phong Hoài Ngọc còn cao hơn Hiên Viên rất nhiều, đã lịch luyện qua rất nhiều cấm khu do hắn lưu lại, hiện tại đã sắp sửa tu thành thần minh rồi. Phong Hoài Ngọc còn đã mở ra tất cả cực cảnh của mỗi một cảnh giới, tốc độ tu luyện cũng vô cùng dọa người, so với Trung Nhạc năm xưa còn nhanh hơn rất nhiều. Hoài Ngọc, tu vi tiến cảnh của ngươi quá nhanh, nhưng kinh lịch lại quá ít ỏi. Ta cần đi Thiên Đình một chuyến, chuyến đi này tất sẽ có rất nhiều khúc chiết, ngươi hãy đi theo ta, ngươi cũng có thể lịch luyện một phen. Trung Nhạc dẫn theo Phong Hoài Ngọc tới gặp Phong Hữu Trung rồi nói, vô kế, con cả của huynh đã bị đại não thiên ý khống chế rồi, tất sẽ tới giết Hoài Ngọc, chặt đứt nhân tính của ngươi. Ta dẫn Hoài Ngọc đi Thiên Đình lịch luyện một phen. Trong lòng Phong Hữu Trung chấn động, nhìn hắn một cái nói,
Nếu Hoài Ngọc có chút bất chắc gì, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Trung Nhạc cười ha hả nói, cho nên đối với ta cũng là một trận lịch luyện, sư huynh cáo từ. Vừa mới dứt lời, liền tới khởi thiên dực của thuyền, mang theo Phong Hoài Ngọc gào thét mà bay đi. Sư tôn, chúng ta đi thiên đình có gặp nguy hiểm gì không? Có cần khiêm tốn một chút hay không? Đương nhiên là phải khiêm tốn rồi. Trong thiên đình có một chỗ gọi là võ thần đài. Sau khi tới nơi đấy, người hãy mở lôi đài trên võ thần đài. Năm xưa vi sư ở nơi đó đánh khắp thiên hạ, không có địch thủ. Người là đệ tử của ta, nếu không thể đánh bại anh hùng khắp thiên hạ, chính là đã ném mất mặt mũi của ta kìa. Sư tôn, đây không phải là đi thiên đình đập bảng hiệu của thiên đình hay sao? Không, là giao lưu, không phải là đập bảng hiệu. Đập bảng hiệu là chuyện chỉ có vi sư mới có thể làm được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 308 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy bị cái Abeda nó phát triển lại, giọng nó khàn khàn, lấy hơi nó hơi kém, rè rè. Các bạn nghe tạm. Sáng nay do đi khám nên là về trễ, đi khám bệnh nên là về trễ, mọi người thông cảm.